tháng nào cũng ra làm phiền cô chủ quán này thì thông cảm nhá. Vì sở thích của các bạn là món thịt chó nên là tháng nào cũng phải ra và chia sẻ lại cho các bạn biết. Thịt chó đặc sản Trung Tuyền. À Trung Tuyến. Vẫn rất là ngon, vẫn rất là vẫn. Hiện tại là ngày mình vẫn làm mà tầm mấy con đấy nhỉ? Tháng này thì tầm 2 con một ngày. 2 con một ngày. Cuối tháng thì 3 con. Cuối tháng 4 con. Đấy. Thì thịt chó thì cũng chả có gì biến động đâu các bạn nhá. Giá cả thì vẫn như vậy thôi. Thịt hấp vẫn là 300, chân vẫn là 10.000. Lòng dồi vẫn là 150, rượu mận là 270. 250. À rượu mận giảm rồi. Rượu mận hành không có thế mà anh. À vẫn thế à? À, đấy, canh măng. Vẫn vậy thôi các bạn nhá. Chân bé này mới là chân đứa bé này, nó thơm này. Chân to ăn cũng được thôi chứ mà. Chân to thì nhiều thịt thôi, nhưng nhiều con nó thôi, ăn nó không thơm đâu. Em ăn thử không? Chung đi. Đảm đang chờ anh em nào vào mua để quay một cảnh, cái cảnh anh em đang thái. Ngon. Ngon. Rồi chưa lấy nhiều chân đấy cả. Chân chị này bán lá hàng à? Chục cái. Em vào mua quán chị suốt. Ờ quán này ngon mà. Em tình cảm đây đây. Em vào lại đến thăm chị nhỉ? Vâng. Em nhà ngay đi em mua nhậu suốt mà. 10 cái chân. Riêng chân rồi à? Chân thôi. Chân thôi. Chân này nặng cái trướng ấy nhỉ? Vâng. Đồng bia chuẩn nét luôn. Em một cái nữa đi, 150. 16 cái tính 16 cái tính 150. 16 cái 150. 16 cái 3 người nhỉ? Khuyến mại một cái. Ok. Cái em nhậu. Ba anh em làm bằng này là uống bia thoải mái rồi. Nhiều đấy. Chờ ít để thái mà khó nhỉ. Khó khăn thế. Xin bổ công.